Đấy, cung quế của mình luôn. Bạn Tony ơi. Bốn ơi. Ông này không ở mic đâu. Ủi trời ơi, chết mẹ. Mải lướt Facebook anh em ạ. Quên không bay. Không bay rồi. À, xuống kịp rồi. Ôi, số 3 bị hấp dâm rồi kìa. Có 1 đấy. Còn 1 chạy đấy, tôi bắn 2 viên lục. Mẹ nó nhìn chết. Ê, còn 1 súng. Nó vác tôi nè. Vác à? Ôi, số 3 có chắc chết rồi. Mày à? Rồi, sao? Đợi tí thì mình lấy súng, mình kiếm súng, mình ra mình trả thù cho. Có mạo cho là được. Cái viên giáp 3, hơi thương chân nữa. Đôi tôi có 2 chắc chết đấy. Không cần đâu. Tiếp. Ủa. Tôi trên có mạo mày. Mày là mày, sao gặp người ta hả? Lên xe! Cho mày chết! Con mẹ. Cho chừa cái tội thích bế nhá. Thích bế không? Bố mày thích thì bố mày vác để địt con mẹ. Thì tao đang vác một con chó trên lưng đây này. Cái gì mày bảo gì cơ? Tao bảo tao đang vác một con chó trên lưng đây này. Mày bị điếc à? Mẹ có thằng nô lệ nó vác tao đi. Ờ, chó bị nô lệ lâm chết. Gọi đồng đội mình tới đây. Đến ngồi xin nó. Ok, để tao gọi các con chó khác tới đây nhé. Nhanh lên, tao xẻ thịt bây giờ. Đâm thủng đít bây giờ. Lấy súng chuẩn bị chơi bọn nó. Em chuẩn bị sẵn đi, đồng đội sắp tới đấy. Nhanh lên. Nhanh cái đầu bùa ấy, địt con mẹ. Nhanh lên, con mày xâm ẳng bây giờ. Đã bắt ngu còn đi lẻ. Ôi, ra tao thả nó xuống này. Nhanh ngồi sinh ra đây, tao khóa mõ tiếp nhá. Xong lấy gì? Ê ừ. Rồi cho màu xanh ra đây tao bắn tiếp. Cái tội thích vác đồng đội tao này, thằng bé rất cay lắm ấy. Cay lắm thì vậy mất cay vãi lồi ra. Có ba còn lại. Úi rồi nó móc tận đây rồi, có đầu gạt luôn đồng đội nói anh em ạ. Nghe đu vô xuống cái nhà này kìa. Trời, tiếng chân nghe gần này. Nốc này. Ui rồi, nốc tiếp quá, à. Hồi sinh cơ. Rồi rồi, đây hồi. Từ từ để mình phát, để mình phát. Hello. Hello bạn trẻ. Lại có mấy thằng nô lệ phát đâu rồi. Lại nô lệ à? Mấy con chó ấy, óc chó bắn ngu. Chết ấy, còn bảo nô lệ. Châu mà nghe giọng non nớt. Ờ giọng non. Những cái thằng già như mày già mà ngu. Đã ngu lại còn óc chó nữa. Bảo đồng đội mày tới hết đây. Ủa, trên núi à? Nghiền trên núi. Ui, bắn cái quả này giật quá anh em ạ. Giật đéo cốc to. Mai chiều cùng. Ba một. Chạy đi đâu con sâu. Trời ơi, không biết phải gì nói không. Mà mình cứ phải gạt. Nhỏ thanh niên chắc ở xa. Chắc ở chết thì không cứu được. Rồi đây rồi, thế nên súc vật đầu tiên thì sao rồi này? Duy điểm giờ có quần áo giống lắm. Mình không nhìn rõ nữa. Chạy sang nhà này anh em ạ. Chạy sang nhà xanh này. À, mic chủ đồng đội nói sao ấy. Cày vãi luôn. Thanh Liên ăn bom, út tuyệt chết, ném bom nhầm rồi. Ném quần lên luôn anh em ạ. Bắt kẹo. Yếu. Rồi xử lý. Làm cam. À chạy dưới à. Woo, con chó lên đây bắn tao này. Nó đang cứu ông đội này. Hi lên đi con trai. Rồi mày lên rồi đúng không? À, ngoài lại cao. Chết cụ mày đi, nhục như một con chó. Thằng óc chó cút. Cả team mày cút. Chết cụ mày đi. Cày vãi lồi. Đây, tôi. Con chó này. Thích bắn con bộ tao. Thích cả mình.